vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi báo tin rực rỡ, sự thật cuộc đời. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, bề trên ưu ái, trong 3 năm tới, lộc về khổng lồ, gánh tiền công lưng, đổi đời vô cùng giàu có. Thưa quý vị, tuổi Ất Mão thân mến, trong cuộc đời của mỗi con người sẽ luôn có những khoảnh khắc khó khăn thực sự. Đó có thể là áp lực gặp phải khi đột ngột mất việc, cùng quẫn khi tiền bạc kia cóp dè sẻn bao năm bị kẻ xấu lừa gạt mất sạch, sự ra đi của người thân hay nỗi buồn chẳng thể thực hiện được, dù có bao nhiêu nỗ lực, dù có bao nhiêu kiên cường mạnh mẽ, thì khoảng thời gian ấy khiến ta vô cùng ngột ngạt bế tắc, tưởng chừng không thể sống tiếp. Tương lai quá ư mệt mỏi, chán nản và buồn đau, tiêu cực và mất mát chúng cuốn lấy, khiến người ta như rơi vào đầm lầy hoang vắng, không một bàn tay cứu giúp, không biết làm sao để thoát khỏi những ngày tháng đầy u tối này. Và có nhiều người đã chọn cách đi chùa cầu xin thần Phật, những mong một ngày ước nguyện được thành sự thật. Quý tín chủ Ất Mão có từng như vậy không ạ? Và tín chủ đã được thần Phật phù hộ chưa? Đừng tính toán xem mệnh, tính vận, cầu Phật, cầu người khi không đạt đủ các điều kiện sau đây. Một, cố không đủ nhiều, xem mệnh vô dụng. Hai, trình không đủ giỏi, tính vận vô dụng. Ba, chí không đủ lớn, hành vi không đủ chăm, nỗ lực không đủ sâu, nhiệt huyết không đủ cháy, thì bói thế chứ bói nữa cũng chỉ là trăng dưới nước, đẹp nhưng không thật, huyền ảo mà chẳng ở trong tay. Tâm người cuối cùng là phong thủy lớn nhất cuộc đời, cũng chính là yếu tố quyết định bạn có thể đạt được vị trí nào trong cõi đời này. Nên trước khi theo đuổi những thứ vô hình, mờ mịt, hãy đảm bảo rằng bạn đã hết mình cho những điều mà bạn mong mỏi. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Tử Vi xin giới thiệu tới quý vị về bí mật động trời 3 năm tới đây của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Nếu bản mệnh biết mà nắm bắt kịp thời, đảm bảo xoay mình chuyển vận, giàu lên trông thấy, tài lộc vượng phát, may mắn không ai bằng. Vậy chi tiết vận trình của con giáp này sẽ diễn biến ra sao? Xin mời quý mệnh chủ hãy cùng kênh Tử Vi theo dõi ngay sau đây quý vị nhé! Đặc trưng phân biệt theo can chi, ngũ hành và bản chất tính cách tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế. Nhìn xa trông rộng, người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Rất nhiều người yêu quý tuổi Ất Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Ất Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Ất Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Ất Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Những người tuổi Ất Mão thích hưởng thụ, không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm. Họ luôn mong muốn mình và những người xung quanh được sống trong hòa bình, hạnh phúc, không chiến tranh mâu thuẫn. Đôi lúc họ trở nên khá bảo thủ, không nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai khác. Điều đó khiến những người này tụt hậu, trở nên tù túng và lười biếng. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Tuổi Ất Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù.
Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc, tuổi Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Những người này khá nhạy cảm, dễ xúc động và có đời sống nội tâm phong phú. Bởi vậy, tuổi Ất Mão dễ tổn thương, cũng dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Trong một số trường hợp, họ có nhiều phán đoán nhanh chóng, chính xác như thể được giác quan thứ 6 mách bảo. Đối với họ, không gì quan trọng bằng gia đình. Vì vậy, tuổi Ất Mão dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, yêu thương. Những lúc mệt mỏi áp lực, gia đình chính là nguồn động lực giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Tuổi Ất Mão sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho những người thân trong xung quanh mà không cần đắn đo suy nghĩ. Đôi khi họ bị người khác lợi dụng mà không hay biết. Có lúc tuổi Ất Mão trở nên lười biếng và thích hưởng thụ. Họ rất quan trọng hình thức bên ngoài của mình. Bởi vậy, bạn sẽ không bao giờ thấy tuổi Ất Mão ra khỏi nhà với trang phục lụm thuộm, mái tóc thô sơ. Cho dù không có điều kiện về kinh tế, nhưng tuổi Ất Mão sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc sắc đẹp cho bản thân. Họ thích trưng diện những bộ trang phục độc đáo lạ mắt, không trùng lặp với bất kỳ ai. Những người tuổi Ất Mão nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát không ai bằng. Họ ít khi tập trung vào công việc, nhưng khi đã làm hết mình, tuổi Ất Mão thường đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Những người này không thích sự ồn ào của đám đông. Thay vì tham gia các sự kiện lớn, họ lại chọn những nơi yên tĩnh, ít người để nghỉ ngơi thư giãn. Bởi vậy, nhiều người cho rằng tuổi Ất Mão thật lười biếng, không có trách nhiệm. Có thể nói, tuổi Ất Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên trong cuộc đời. Mỗi khi khó khăn, tuổi Ất Mão lại gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Bởi sự nhạy cảm của mình mà tuổi Ất Mão rất dễ bị tổn thương vì những lời nói gay gắt, phê bình của người khác. Bình thường họ rất vui vẻ cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm, tuổi Ất Mão trở nên thờ ơ lạnh lùng một cách đáng sợ. Đối với những người thân xung quanh, tuổi Mão thể hiện sự ân cần, dịu dàng của mình mọi lúc mọi nơi. Điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho tuổi Ất Mão. Trong cuộc sống, với mọi mối quan hệ, họ tìm cách dĩ hòa vi quý, thêm một người bạn và bớt đi kẻ thù. Tuổi Ất Mão không thích chiến tranh, mâu thuẫn, gây sự với bất kỳ ai, nhưng một khi có người xúc phạm, họ sẽ trở nên cào cằn khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu chí hướng, song không quyết tâm kiên trì, thường nản chí trước khó khăn thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm thì họ chọn cuộc sống an phận, bình yên. Tuổi Ất Mão coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Tuổi Ất Mão là những người khéo léo trong việc cất giấu tình cảm của mình. Họ có thể đánh lạc hướng đối phương bằng những hành động thờ ơ lạnh lùng, khiến người khác dễ hiểu lầm. Những người này cảm thấy ngại ngùng khi phải thể hiện những tình cảm của mình. Bởi vậy, họ chọn cách âm thầm giấu kín. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Ất Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái tự do. Nếu quá áp lực căng thẳng, tuổi Ất Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Có lúc sự bình thản của họ được cho là thờ ơ vô tâm. Khi mọi người đang cùng nhau hợp sức để chiến đấu với những khó khăn thử thách, thì tuổi Ất Mão lại tìm đến những nơi yên tĩnh, trong lành để nghỉ ngơi. Họ bảo thủ và không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Phụ nữ tuổi Ất Mão thường là những cô nàng có ngoại hình ưa nhìn, hành động, cử chỉ dịu dàng ân cần. Họ phóng khoáng rộng lượng với bạn bè và những người thân xung quanh. Những người này sẵn sàng đầu tư một khoản lớn để chăm sóc hình thức bên ngoài của mình. Xuất hiện trước đám đông, cô nàng này luôn thu hút được mọi sự chú ý, lúc gợi cảm, mạnh mẽ với những trang phục cá tính. Phụ nữ tuổi Mão thích làm đẹp, trở thành người nội trợ trong gia đình hơn là tham gia kiếm tiền.
xây dựng kinh tế gia đình. Họ luôn dành nhiều thời gian để chăm sóc, quan tâm tới những người thân xung quanh, đặc biệt là hết mực yêu thương chồng con. Cô nàng tuổi Ất Mão có con mắt khá tinh tế và sắc sảo. Họ có thể hiểu thấu được những suy nghĩ thầm kín của người khác. Bởi vậy, họ luôn là người vợ đảm đang, là cánh tay phải đắc lực cho chồng của mình khi cần thiết. Đặc biệt, trong đời sống hôn nhân, phụ nữ tuổi Ất Mão biết nhường nhịn, bao dung và tha thứ. Đây chính là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài. Phụ nữ tuổi Ất Mão khi lựa chọn người bạn đời thường có xu hướng tìm kiếm người có kinh tế mạnh, địa vị, quyền lực trong xã hội. Họ thích cuộc sống hưởng thụ mà không phải lao động vất vả. Điều đó khiến cô nàng trở nên thực dụng trong mắt nhiều người. Đàn ông tuổi Ất Mão tuy bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng thực ra họ cũng yếu đuối và nhạy cảm. Họ thấu hiểu với cuộc sống của những con người nghèo khó, bất hạnh và luôn tìm cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Anh chàng này khá hiền lành, không thích đấu khẩu, gây sự với bất kỳ ai trong giới hạn có thể. Người này biết nhẫn nhịn khi cần thiết. Với sự ân cần dịu dàng của mình, anh chàng tuổi Ất Mão được nhiều cô nàng để ý. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ hướng về một người duy nhất, chung thủy với mối tình của mình. Khi đã lập gia đình, tuổi Ất Mão sẽ vẫn giữ thái độ dịu dàng, ân cần với những người thân xung quanh. Họ sẽ không bao giờ để vợ con và những người thân trong gia đình phải chịu thiệt thòi thiếu thốn. Trong số 12 con giáp, đàn ông tuổi Ất Mão thuộc top những người giàu lòng vị tha, bao dung nhất. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với người khác, thậm chí là hy sinh bản thân mình để giúp đỡ kẻ yếu đuối. Anh chàng này nghĩ cho người khác nhiều hơn là lo lắng cho bản thân. Bởi vậy, nhiều khi họ bị kẻ xấu lợi dụng mà không hay biết, rất giỏi trong việc giải quyết những khó khăn của người khác, nhưng lại không thể tự giải quyết được rắc rối của mình. Đàn ông tuổi Ất Mão thà bị cho là nhát gan, yếu đuối chứ không bao giờ đẩy bản thân mình vào những nguy hiểm. Họ không có những tham vọng như người khác. Cuộc sống của tuổi Ất Mão đơn giản, chỉ cần tình yêu thương và sự bình yên. Nam giới tuổi Ất Mão sẽ đạt được nhiều thành công nếu theo đuổi con đường nghệ thuật. Bằng con mắt tinh tế, óc thẩm mỹ cao, họ có thể trở thành những họa sĩ, nhà thiết kế thời trang hay nhà sáng tác văn thơ. Những nghề nghiệp đó sẽ giúp tuổi Ất Mão có thể phát triển đam mê và tài năng của mình. Những người này khá cẩn thận, kỹ càng. Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định, họ thường suy nghĩ rất lâu. Có đôi lúc đàn ông tuổi Ất Mão tỏ ra bảo thủ, gia trưởng, khiến người khác rất khó chịu. Nhưng cũng có lúc họ hài hước, thân thiện cởi mở, tạo bầu không khí vui vẻ cho mọi người. Họ không thích làm theo mệnh lệnh, lời chỉ dạy của ai khác. Bởi vậy, đôi khi đàn ông tuổi Ất Mão mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Người tuổi này có một quan niệm hoàn toàn sai lầm, đó là cho rằng nghe theo mệnh lệnh của người khác là hạ thấp bản thân mình. Tổng quan cuộc đời tuổi Ất Mão: sinh năm 1975, tuổi Ất Mão 1975, sống độc lập, tự thân lập nghiệp mà không dựa dẫm vào ai. Dù gặp nhiều khó khăn vất vả, nhưng ý chí và công sức của họ được đền đáp xứng đáng với công thành danh toại. Tổng quan tử vi Ất Mão 1975, năm mạng, xem tử vi thấy rằng tuổi Ất Mão là con người sống độc lập, tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm, trông chờ vào bất kỳ ai. Cuộc đời họ dù gặp phải nhiều khó khăn vất vả, nhưng về sau công thành danh toại, công sức được đền đáp xứng đáng. Tuy phải trải qua nhiều gian khổ, nhưng họ có đời sống tinh thần vô cùng phong phú, lạc quan yêu đời. Tuổi Ất Mão rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống. Bởi vậy họ thường gặp nhiều may mắn, hưởng thọ lâu dài, từ 80 đến 95 tuổi. Đường tình duyên năm Ất Mão 1975, tuổi Ất Mão sinh tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 âm lịch. Tình duyên có phần kém may mắn, phải trải qua nhiều cuộc tình mới tìm thấy một nửa đích thực của mình. Có một số người tuổi Ất Mão quá kén chọn trong việc tìm người bạn đời, bởi vậy họ thường có xu hướng kết hôn muộn. Tình yêu chân chính phải xuất phát từ trái tim đồng cảm và sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Ất Mão sinh tháng 6,
7-11. 12 âm lịch tình duyên thuận lợi, sớm gặp được ý trung nhân, đôi lứa yêu nhau say đắm, khi kết hôn có cuộc sống gia đình hòa thuận, ngập tràn niềm vui hạnh phúc. Gia đạo và sự nghiệp, nam mạng Ất Mão may mắn, thuận lợi cả về hai yếu tố gia đạo lẫn công danh. Cuộc sống ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng về sau được hưởng tài lộc sung sướng. Chỉ cần có ý chí và lòng quyết tâm bền bỉ, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua. Xem tuổi làm ăn, tuổi kết hôn vợ chồng, tuổi hợp làm ăn, tuổi Ất Mão là những người nhanh nhẹn, thông minh sáng suốt và có óc phân tích nhạy bén. Khi làm việc, họ tập trung cao độ, không bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì. Dù có phải trải qua khó khăn thử thách, tuổi Ất Mão cũng sẵn sàng vượt qua. Tuy nhiên, để công việc diễn ra suôn sẻ thuận lợi hơn, họ nên hợp tác với những tuổi Quý Sửu, Kỷ Mùi, Bính Thìn, Nhâm Tuất. Lựa chọn vợ, chồng, kết hôn với người tuổi Bính Thìn, Nhâm Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, tâm đầu ý hợp, thấu hiểu và đồng cảm với nhau sâu sắc. Nếu Ất Mão kết hôn với những tuổi kể trên sẽ có cuộc sống sung sướng, hòa hợp ổn định, cả đời không lo thiếu thốn khổ sở. Kết hôn với người tuổi Ất Mão, Mậu Thìn, Tân Dậu, cuộc sống dù không giàu sang phú quý nhưng cũng không phải chịu khó khăn thiệt thòi, có đời sống tình cảm phong phú, vợ chồng hòa thuận, chung sống thủy chung nghĩa tình. Kết hôn với người tuổi Mậu Ngọ, Quý Hợi, cần phải lắng nghe, chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa mới có thể tìm được tiếng nói chung trong mối quan hệ. Trong cuộc đời, tuổi Ất Mão có những giai đoạn kém may mắn, không thích hợp làm ăn lớn hay tiến hành việc quan trọng như ăn hỏi, cưới xin. Đó là ở độ tuổi 16, 22, 28, 34, 38 và 40. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử của mình mà tuổi Mão được mọi người xung quanh yêu quý tin tưởng. Những người sinh tháng 2, 4, 8, 9, 10 và 12 âm lịch có số đào hoa, nhiều người thương thầm nhớ trộm, đời sống tình cảm phong phú. Tuổi Đại Kỵ, để công danh sự nghiệp, tình duyên thuận lợi hơn, người ta thường tránh những tuổi không hợp với mình. Nam mạng Ất Mão kỵ với tuổi Giáp Tý, Bính Dần, Giáp Dần, Mậu Thân, Nhâm Tý, Canh Thân. Nếu đã kết duyên với người tuổi kỵ với mình, bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi thực tế hai người có hợp nhau hay không còn tùy thuộc vào thái độ của từng người. Nếu cách nhường nhịn, quan tâm nhau, hai bạn sẽ có đời sống hôn nhân hòa hợp hạnh phúc. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời, sẽ có giai đoạn tuổi Ất Mão phải đối mặt với nhiều khó khăn ập đến cùng một lúc, công việc gặp nhiều khó khăn, thậm chí họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nếu muốn vượt qua. Lúc ấy, tình yêu chính là liều thuốc tinh thần giúp cho họ có thêm động lực chiến đấu với khó khăn thử thách. Nhưng thật không may mắn, dường như tình yêu của họ cũng rơi vào tình trạng rạn nứt đổ vỡ. Trong cuộc sống, có những lúc khó khăn dồn dập nối tiếp nhau khiến con người vô cùng mệt mỏi. Nhưng nếu mạnh mẽ đối mặt, tuổi Ất Mão sẽ ngày càng trưởng thành và tự tin hơn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Ất Mão là những người thông minh, có ý chí kiên định và sự sáng tạo. Họ luôn cố gắng phấn đấu, vượt qua khó khăn để xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, để tăng thêm may mắn cho mình. Tuổi Ất Mão mỗi khi tiến hành một dự án, kế hoạch quan trọng, nên chọn giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ để xuất phát. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Tử vi báo tin rực rỡ, sự thật cuộc đời, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, bề trên ưu ái, trong 3 năm tới, lộc về khổng lồ, gánh tiền công lưng, đổi đời vô cùng giàu có. Tiếp theo là vận mệnh tuổi Ất Mão theo từng tháng sinh. Sinh tháng Giêng, tính tình lương thiện, dễ tin người nên đôi khi bị lợi dụng mà không hay biết. Cuộc đời ban đầu phải trải qua nhiều vất vả, cay đắng nhưng về sau cuộc sống ổn định hơn, được hưởng phúc lộc của tổ tiên để lại. Sinh tháng 2, cuộc đời có nhiều thăng trầm, có lúc may mắn, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, nhưng cũng có lúc gặp phải nhiều khó khăn thất bại. Sinh tháng 3, thông minh sắc sảo, ý chí lớn,
tự thân lập nghiệp và đạt được nhiều thành công khi còn rất trẻ, trong cuộc đời gặp được nhiều may mắn và thời cơ thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Sinh tháng 4, cả đời sống trong an nhàn bình yên, không lo thiếu thốn. Tuy nhiên, cần chú ý tới sức khỏe, phòng tránh những căn bệnh về đường mạch máu, tiêu hóa, tình duyên gặp nhiều may mắn, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung son sắc. Sinh tháng 5, có con mắt nhìn xa trông rộng, sự hiểu biết và ý chí quyết tâm cao, đến một thời cơ nhất định sẽ đạt được sự nghiệp thành công mỹ mãn như mong đợi. Sinh tháng 6, có nhiều tài lộc, được hưởng cuộc sống sung sướng cả đời, làm gì cũng đạt được thành công, đường tình duyên thuận lợi, gia đình hòa thuận hạnh phúc. Sinh tháng 7, từ nhỏ đã thông minh, hiểu biết hơn bạn bè cùng trang lứa, trưởng thành có sự nghiệp vững chắc ổn định, trong cuộc đời gặp nhiều may mắn, hễ có khó khăn là gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Sinh tháng 8, tính tình thật thà thẳng thắn, có nhiều mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý, tôn trọng, cả đời sống trong an nhàn mà vẫn đầy đủ, không lo thiếu thốn. Sinh tháng 9, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, sẵn sàng hy sinh vì người khác. Sự bao dung, tốt bụng chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng, cuộc sống nhất định, gặp nhiều may mắn thuận lợi. Sinh tháng 10, thời đầu lập nghiệp còn nhiều khó khăn trắc trở. Tuy nhiên, nếu kiên trì, không bỏ cuộc chắc chắn sẽ có ngày đạt được thành công như ý muốn. Sinh tháng 11, có ý chí nhưng thiếu sự kiên định lập trường của mình. Vì vậy làm ăn thường gặp nhiều trở ngại, không biết cách vượt qua, dễ chán nản và bỏ cuộc. Sinh tháng 12, ban đầu gặp nhiều khó khăn thử thách, nếu kiên trì quyết tâm vượt qua sẽ có lúc đạt được thành công như ý. Ngược lại, nếu chán nản buông xuôi thì cuộc đời sẽ lâm vào cảnh thiếu thốn lo lắng. Tương hợp và xung khắc giữa tuổi Ất Mão sinh năm 1975 và các tuổi khác, tuổi Ất Mão và tuổi Tý. Tuổi Ất Mão và tuổi Tý khá hợp nhau cả về phương diện tình bạn lẫn tình yêu, bởi mối quan hệ của họ có sự thấu hiểu, cảm thông lẫn nhau. Mèo sẽ luôn tìm cách bảo vệ, chăm lo cho cuộc sống của chuột, và chuột cảm thấy rất may mắn khi có sự xuất hiện của mèo trong cuộc đời. Hai tuổi này cả về sở thích tính cách để có rất nhiều điểm chung, bởi vậy mà họ dành cho nhau nhiều tình cảm đáng quý, giúp đỡ nhau trong công việc, trong cuộc sống và trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Tuổi Ất Mão và tuổi Sửu. Tuổi Ất Mão và tuổi Sửu đều có điểm chung là sống giàu tình cảm, có đời sống nội tâm phong phú. Họ chất chứa nhiều tình cảm trong lòng nhưng lại ít khi thổ lộ ra bên ngoài. Nếu kết duyên thành một cặp, họ yêu nhau thật say đắm và lặng lẽ, không cần phô trương cho mọi người xung quanh nhưng lại rất lâu dài, gắn bó. Tuổi Sửu là động lực cho người tuổi Ất Mão tiến lên phía trước, chinh phục mọi thử thách trong cuộc sống. Ngược lại, tuổi Ất Mão mang một luồng gió mới mẻ, thú vị vào trong cuộc đời bình lặng của tuổi Sửu. Họ giúp đỡ nhau trong công việc và cùng nhau phấn đấu, nỗ lực để đạt được thành công. Tuổi Ất Mão và tuổi Dần. Tuổi Dần là những người sống hoài bão, có ý chí vươn lên trong cuộc sống để đạt được quyền lực, địa vị trong xã hội. Họ cảm thấy nhàm chán với cuộc sống an nhàn của tuổi Ất Mão. Bởi vậy, hai tuổi này rất khó để trở thành một cặp đôi uyên ương bởi sự trái ngược nhau về tính cách. Sự khởi đầu của một tình yêu bao giờ cũng đẹp và lãng mạn. Càng về sau, tuổi Ất Mão và tuổi Dần càng xảy ra nhiều mâu thuẫn, khiến cho mối quan hệ bị rạn nứt. Họ cũng khó có thể hợp tác với nhau trong lĩnh vực kinh doanh. Sự ỷ lại, dựa dẫm của Ất Mão luôn khiến Dần bực bội, khó chịu. Tuổi Mão và tuổi Mão, nếu trở thành một cặp trong tình yêu, hai người tuổi Mão sẽ tìm được tiếng nói chung và sự hòa hợp, thấu hiểu lẫn nhau. Họ cùng nhau xây dựng tình yêu lâu dài, gắn bó dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng đối phương. Tuổi Ất Mão có cách yêu của riêng mình. Khác với những cặp đôi sôi nổi, ồn ào khác, tuổi Ất Mão âm thầm lặng lẽ quan tâm đến nhau. Tình cảm thể hiện nhiều hơn qua hành động, tình cảm của họ gắn bó lâu dài, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, càng ngày càng khăng khít khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hai người tuổi Mão cũng dễ dàng kết hợp với nhau trong công việc,
họ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất. Tuổi Ất Mão và tuổi Thìn tuy có nhiều sự trái ngược nhau về tính cách, nhưng Ất Mão và Thìn lại trở thành những mảnh ghép thiếu trong cuộc đời nhau. Tuổi Thìn là nguồn động lực, thúc giục người tuổi Ất Mão cố gắng làm việc, phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống. Tuổi Ất Mão khi gặp khó khăn cần phải có sự trợ giúp của mọi người, đặc biệt là tuổi Thìn. Bởi vậy, hai tuổi này sớm dành cho nhau nhiều tình cảm và trở thành những người bạn tri kỷ, gắn bó với nhau trong suốt cuộc đời. Trên phương diện tình yêu, tuổi Ất Mão và tuổi Thìn có thể trở thành một cặp đôi hoàn hảo, luôn mang lại sự mới mẻ, bất ngờ để duy trì một mối tình đẹp trọn vẹn lâu dài. Hai tuổi này nếu hợp tác làm ăn sẽ đạt hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Ất Mão và tuổi Tỵ. Tuổi Ất Mão và tuổi Tỵ có thể hòa hợp trong tình yêu nếu như hai người biết cách lắng nghe, chia sẻ và nhường nhịn lẫn nhau. Về mặt tính cách, hai tuổi này có khá nhiều những mặt đối lập. Tuổi Ất Mão thích không khí yên bình, khá nhút nhát trong giao tiếp, nhưng ngược lại, tuổi Tỵ lại rất tự tin, sôi nổi trước đám đông. Tuy nhiên, những điểm khác biệt này không khiến cho mối quan hệ của họ gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, hai tuổi này luôn tìm thấy sức hút, sự hấp dẫn của đối phương. Nếu như biết cách nhường nhịn, chắc chắn Tỵ và Ất Mão sẽ xây dựng một tình yêu lâu dài bền vững. Hai tuổi này cũng có thể trở thành đối tác làm ăn của nhau, dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và cùng phấn đấu vì một mục tiêu, lý tưởng. Tuổi Ất Mão và tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ luôn nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ trong những lúc tuổi Ất Mão gặp khó khăn, gian nan. Bởi vậy, người tuổi Ất Mão luôn dành những tình cảm đáng quý nhất cho tuổi Ngọ. Mối quan hệ của họ nhanh chóng phát triển và trở nên thân thiết, gắn bó với nhau nhiều hơn. Nếu trở thành một cặp trong tình yêu, hai tuổi này sẽ cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống, kề vai sát cánh trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Tuổi Ngọ thích tự do và tuổi Ất Mão không bao giờ hạn chế, kiểm soát điều đó. Thái độ và hành động thông minh của người tuổi Ất Mão giúp họ xây dựng được một tình yêu trọn vẹn, lâu dài. Tuổi Ất Mão và tuổi Ngọ có thể trở thành đối tác làm ăn của nhau. Tuy nhiên, họ cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người mới có thể thành công được. Tuổi Ất Mão và tuổi Mùi. Tuổi Ất Mão và tuổi Mùi có nhiều nét tương đồng về tính cách. Tuy nhiên, họ cũng có nhiều sở thích, quan điểm trái ngược nhau. Điều kỳ diệu và sự khác biệt ấy không khiến mối quan hệ của Ất Mão và Mùi mâu thuẫn. Ngược lại, đây chính là tiền đề để phát triển, duy trì mối quan hệ của hai người này. Khi yêu, Ất Mão và Mùi đều thể hiện sự chân thành, say đắm với tình cảm của mình. Họ quấn quýt gắn bó, cùng nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Trên phương diện làm ăn, tuổi Mùi sẽ luôn là trợ thủ đắc lực giúp người tuổi Mão phát triển sự nghiệp. Tuổi Ất Mão và tuổi Thân. Tuổi Ất Mão và tuổi Thân đại diện cho hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Dù trên phương diện nào, nếu muốn duy trì mối quan hệ lâu dài thì hai bên cần phải nhường nhịn, thấu hiểu nhau. Chuyện tình của cặp đôi này cũng khá phức tạp, thường xuyên xảy ra những bất đồng, mâu thuẫn không ai chịu nhường ai. Tuổi Ất Mão nhút nhát không thích những nơi tấp nập đông người, trái ngược hoàn toàn với tính cách của người tuổi Thân. Bởi vậy, cặp đôi này muốn hòa hợp lâu dài thực sự là điều rất khó. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, Ất Mão và Thân cần phải hết sức thận trọng, lắng nghe ý kiến của nhau thì công việc mới có thể diễn ra thuận lợi. Tuổi Ất Mão và tuổi Dậu. Ban đầu, mối quan hệ của Ất Mão và Dậu thực sự hòa hợp và hai bên đều cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn của đối phương. Tuy nhiên, sau một thời gian, sự mâu thuẫn bắt đầu xảy ra và thực tế hai tuổi này có nhiều điểm khác biệt về tính cách. Ất Mão là người không bao giờ đối mặt với nguy hiểm, luôn đặt mình vào an toàn, còn Dậu cảm thấy đó như một sự hèn nhát. Nếu trở thành một đôi yêu nhau, hai tuổi này vẫn có thể duy trì mối quan hệ hòa hợp, nếu như cả hai đều thực sự nghiêm túc và biết nhường nhịn đúng lúc. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Ất Mão và Dậu không cùng chung chí hướng, vì vậy làm việc khó có thể đạt hiệu quả cao. Tuổi Ất Mão và tuổi Tuất. Tuổi Ất Mão chân thành, thật thà, còn tuổi Tuất thì tốt,
bụng rất đáng tin cậy. Họ dễ dàng trở thành những người bạn tri kỷ trong cuộc đời nhau. Trên phương diện tình yêu, người tuổi Tuất sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người tuổi Ất Mão mỗi lúc gặp phải khó khăn hoạn nạn. Có đôi lúc, mối quan hệ này cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhưng may mắn là cả hai bên đều biết cách nhường nhịn, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn của mình cho nhau nghe. Từ đó, họ càng thêm thấu hiểu nhau và mối quan hệ ngày ngày gắn bó bền chặt. Nếu cùng hợp tác làm ăn, người tuổi Ất Mão và người tuổi Tuất sẽ đạt được nhiều thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuổi Ất Mão và tuổi Hợi. Tuổi Ất Mão sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi có một người bạn tuổi Hợi, bởi Hợi luôn sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ Ất Mão trong những lúc khó khăn. Hơn nữa, người tuổi Hợi thật thà chất phác, không bao giờ lợi dụng bất kỳ ai để đạt được mục đích của mình. Điều đó khiến tình cảm của hai người dễ dàng trở nên thân thiết và gắn bó hơn. Trên phương diện tình yêu, tuổi Ất Mão và tuổi Hợi khá hợp nhau. Họ chung tay xây dựng một tình yêu lãng mạn, hạnh phúc dựa trên sự tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau. Tuổi Hợi dù yếu đuối, nhưng luôn tìm cách bảo vệ, che chở cho người tuổi Ất Mão khỏi những nguy hiểm trong cuộc sống. Họ lấy tình yêu để làm động lực và cùng nhau cố gắng, nỗ lực phấn đấu vì tương lai phía trước. Trên phương diện làm ăn, tuổi Hợi sẽ luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn giúp tuổi Ất Mão có những bước phát triển trong sự nghiệp. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung tử vi báo tin rực rỡ. Sự thật cuộc đời, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, bề trên ưu ái, trong 3 năm tới, lộc về khổng lồ, gánh tiền công lưng, đổi đời vô cùng giàu có. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.